Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn của kênh VTC14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Sáng nay trên cầu Bình Lợi, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giữa một xe khách và xe con đi cùng chiều. Thời điểm trên, xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 61A07607 đang chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về quận Thủ Đức. Vừa đổ dốc cầu Bình Lợi thì bị xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 95B00317 chạy cùng chiều phía trước tông trúng, khiến xe ô tô văng về phía trước 5m. Tại hiện trường, đuôi xe ô tô móp méo, biến dạng, 4 người trong xe đã thoát chết trong gang tấc nhưng tinh thần hoảng loạn. Ngoài ra, vụ tai nạn cũng khiến 2 người trên xe khách bị thương. Nhằm phát hiện xe quá tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho phép lắp camera giám sát xe quá tải tại một số điểm nóng, đặc biệt là tại một số tuyến đường có mỏ vật liệu trên địa bàn Hà Nội. Toàn bộ dữ liệu được thu từ camera sẽ được truyền trực tiếp về Tổng cục làm cơ sở để yêu cầu chính quyền địa phương, lực lượng chức năng xử lý. Tại Hà Nội hiện nay có 42 mỏ đá nằm dọc đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 21 kéo dài hơn 23 km nên lực lượng chức năng rất khó kiểm tra. Việc lắp camera ở khu vực này để xử lý là cần thiết. Thưa quý vị, liên tiếp trong vòng 24 giờ qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn khiến các nạn nhân bị cuốn vào gầm ô tô rất nguy hiểm. Vào khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 9 tại Bùi Văn Ba, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, chiếc ô tô 4 chỗ đang quay đầu bất ngờ lùi nhanh về phía sau, cuốn 6 xe máy vào gầm. Trong đó một người điều khiển xe máy không tránh kịp bị mắc kẹt dưới gầm ô tô. Nhiều người hô hoán cùng nhau la vào nâng ô tô để kéo người đàn ông ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, 6 xe máy kẹt dưới gầm ô tô bị hư hỏng cùng nằm chắn ngang đường khiến giao thông hỗn loạn. Còn vào 7 giờ sáng nay, một phụ nữ trung niên biển kiểm soát 55P29443 trên quốc lộ 1 hướng từ miền Tây đi Thành phố Hồ Chí Minh, trong lúc chuyển hướng qua giao lộ quốc lộ 1 huyện Vũ Trí, huyện Bình Chánh, người phụ nữ cho xe chuyển hướng rẽ trái sang đường thì bị xe container biển kiểm soát 66C03266 chạy cùng chiều cũng đang chuyển hướng quay đầu tại giao lộ đâm trúng, cuốn cả người và xe vào gầm. Phát hiện vụ việc, nhiều người hô hoán cho tài xế dừng xe và yêu cầu lùi lại để người dân giải cứu, kéo xe máy cùng người phụ nữ ra ngoài. Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu với vết thương nặng ở chân, xây sát khắp người. Chiếc xe máy hư hỏng, biến dạng do bánh xe container cán lên. Thưa quý vị, Cục Quản lý Đường bộ Cao tốc thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự kiến trạm dừng chân trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm nay, kịp phục vụ đầu năm 2017 và phục vụ dịp Tết Đinh Dậu 2017. Đây cũng là trạm dừng nghỉ đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Trạm dừng nghỉ được đặt tại km số 28+200, địa phận tỉnh Long An, phục vụ nhu cầu các phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc của cả hai hướng. Trạm dừng nghỉ gồm các tiện ích như cây xăng, nhà vệ sinh, điểm vá vỏ xe, cung cấp đồ ăn, thức uống. Việc đưa vào trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc sẽ giải quyết được các vấn đề liên quan đến nhu cầu vệ sinh, ăn uống, đổ xăng, vá vỏ, sửa chữa hư hỏng nhẹ của các phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc, góp phần giảm ô nhiễm môi trường khu vực km số 28+200 do các phương tiện dừng đậu đi vệ sinh. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho rằng sử dụng đá xanh thanh hóa lát hè thường bị mài mòn trơn trượt nên chưa thực sự phù hợp. Quận này đề nghị sử dụng gạch bê tông giả đá là gạch tương tự như gạch terrazzo sẽ phù hợp hơn. Văn bản đề cập qua quá trình thực tế thi công và sử dụng trong những năm gần đây, gạch terrazzo và gạch block không còn phù hợp yêu cầu về chất lượng và thẩm mỹ. Từ đó, Ủy ban Nhân dân quận này đề xuất hai phương án. Thứ nhất, sử dụng đá xanh thanh hóa, mặt được tạo nhám và có chiều dày tối thiểu khoảng 5cm. Tuy nhiên, quận cho biết quá trình sử dụng đá thường bị mài mòn, trơn trượt nên chưa thực sự phù hợp. Thứ hai, sử dụng gạch bê tông giả đá là gạch tương tự như gạch terrazzo là cơ bản phù hợp. Gạch dày 4cm, màu sắc giả đá đáp ứng về mặt mỹ quan tuyến phố, đồng diện màu sắc hè và lòng đường. Người sử dụng gọi xe qua ứng dụng Uber, đặc biệt là các bạn sinh viên, chỉ cần nhập địa chỉ điểm đón bất kỳ tại một trường đại học tại Hà Nội. Các bạn sinh viên chỉ mất 10.000 đồng cho một chuyến đi trong bán kính 5km. Đây là nội dung của chương trình Đến Trường Thả Ga, 10K là đủ, một chương trình tri ân của Uber dành cho khách hàng, đặc biệt là các bạn sinh viên và tân sinh viên mới nhập trường.
Long là một sinh viên năm 3. Anh thường xuyên phải di chuyển từ ký túc xá của trường đến công ty thực tập. Trước kia, anh chọn xe buýt làm phương tiện đi lại. Tuy nhiên, từ ngày biết đến chương trình hỗ trợ của Uber dành cho các bạn sinh viên, anh Long đã chuyển hẳn sang sử dụng gọi ứng dụng Uber Moto. Thì như bình thường thì mình thường sử dụng Uber Moto để đi từ trường Bách Khoa đến công ty thực tập của mình. Thì với quãng đường của mình là 4,5 cây ở khu vực Âu Chợ Dừa. Thì đi qua Âu Chợ Dừa theo đường La Thành ấy, thì mình chỉ mất 10.000 một chuyến đi thôi. Và khi đi về nữa thì đây khá là tiện cho mình, cũng như là mình nghĩ là các bạn sinh viên sử dụng dịch vụ này có nhiều tiện ích và phù hợp với lại túi tiền của sinh viên. Để tham gia chương trình đến trường thả ga 10K là đủ. Đầu tiên, người dùng, đặc biệt là các bạn sinh viên, chỉ cần tải ứng dụng gọi xe qua điện thoại di động Uber. Tiếp theo, chọn phương tiện di chuyển là Uber Moto. Nhập điểm đến và điểm đón là nhà và trường đại học trong danh sách. Chỉ cần phạm vi dưới 5 km, các bạn sinh viên đã được hưởng mức giá ưu đãi là 10.000 đồng. Thì mục đích của chương trình này chính là tạo điều kiện cho tất cả các bạn sinh viên, các bạn chưa có điều kiện về tài chính, được trải nghiệm một hình thức di chuyển an toàn, tiện lợi với mức giá chi phí thấp nhất và giúp các bạn đi học với chi phí rẻ nhất và tiện lợi nhất. Xe buýt vốn là phương tiện đi lại chủ yếu của đối tượng sinh viên, nhưng nó đi kèm với những khó khăn như chen chúc, quá tải hay đợi chờ xe buýt mất rất nhiều thời gian. Xe buýt không thể đi vào các ngõ ngách khu trọ. Với đối tượng là tân sinh viên, họ phải tìm đến xe ôm để tìm đường. Tuy nhiên, nếu không quen, họ có thể phải mặc cả và bị ép giá. Xe ôm thân thiện Uber Moto được coi là giải pháp tối ưu. Thì khi các bạn sử dụng ứng dụng Uber ấy, gọi ứng dụng Uber và gọi xe Uber Moto ấy, thì khi đó mình ở gần các bạn, thì mình sẽ đến đón được các bạn. Mình sẽ đưa các bạn đi với một khoảng thời gian ngắn nhất và quãng đường ngắn nhất có thể để các bạn ấy đỡ tốn thời gian và sử dụng cái thời gian đấy vào mục đích khác. Chương trình đến trường thả ga 10K là đủ sẽ được áp dụng đến hết ngày 5 tháng 10 năm 2016 tại 30 trường đại học thuộc nội thành Hà Nội. Uống rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả.
Cách đây khoảng 2 tháng, người dân một số xã thuộc địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng từng có ý kiến giảm phí quốc lộ 5 với lý do là đường xã đấu nối cách trạm thu phí chưa tới 200m, khiến cuộc sống sinh hoạt kinh doanh của người dân bị ảnh hưởng. Ngay sau đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã yêu cầu chủ đầu tư tập hợp danh sách trình Tổng cục, nhưng đến thời điểm hiện tại, nguyện vọng chính đáng của người dân vẫn đang bị phớt lờ. Ghi nhận của VTC14. Ngôi nhà mới được xây dựng xong là của gia đình chị Phạm Thị Hiền, 58 tuổi, xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Với mức phí quốc lộ 5 đang quy định là 45.000 đồng một lượt, ngôi nhà của chị Hiền, riêng chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng phải đóng cho trạm thu phí đã lên tới khoảng 20 triệu đồng. 90.000 tiền coi như là tiền phí nữa, như thế tất cả là coi như là người dân chúng tôi phải chịu hết. Những người ta chở xe, người ta chỉ biết lấy tiền cát thôi, còn tiền công các thứ là người dân chúng tôi phải chịu hết. Thế là thiệt thòi nhân dân chúng tôi nhiều quá. Còn theo ông Trần Văn Đoàn, xã Lê Thiện, sau bao năm tích cóp, gia đình mua được chiếc xe 3,5 tấn để làm dịch vụ vận chuyển vật liệu xây dựng. Vậy nhưng, sau 2 đợt tăng phí liên tiếp, công việc kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ tính mỗi chuyến vận chuyển, ít nhất đã mất tới 90.000 đồng. Trong khi đó, nếu tăng giá vật liệu và công vận chuyển thì sẽ không ai thuê. Cô hứa là coi như là có trách nhiệm là chuyển cái đơn này lên chủ đầu tư rồi coi như là trên cấp trên. Mà bây giờ người dân chúng tôi thì coi như là không biết là chờ đợi đến ngày nào. Mà bây giờ cái việc mà cứ phải ăn, phải làm, phải đi lại nó gặp rất nhiều khó khăn. Trước là 10.000, về sau lên 30.000, 30.000 giờ lên 45.000 một lượt. Vừa đi và về trong vòng 2 cây số là mất 90.000. Thế anh em nó bức xúc quá, quyền lợi của anh em bởi vì làm giờ nó rất là khó khăn. Nói đúng như thế, không được bao nhiêu tiền cả. Thế cho nên là xin người ta không cho. Trạm thu phí số 2 cho biết hiện vẫn chưa có những chỉ đạo, yêu cầu cụ thể từ phía chủ đầu tư, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải hay Bộ Tài chính về việc giảm phí đường bộ cho người dân. Trạm này cũng gợi ý để tiết kiệm chi phí trong khi chờ giảm phí, người dân nên chủ động mua vé tháng, vé quý hoặc vé năm, ít nhất cũng giảm được 10%. Với cái yêu cầu của bà con thì tôi nghĩ rằng là bản thân nhà nước cũng đã có cái chế độ rất rõ ràng, ngạn như mua vé tháng, vé quý thì cái đấy nó cũng sẽ giảm tiện cho bà con rất nhiều. Trong lúc này thì chưa có chế độ gì cả thì bà con nên hãy mua vé quý và vé tháng thì nó sẽ phù hợp với bà con hơn nếu như bà con đi lại nhiều qua trạm. Trước đó, vào ngày 1 tháng 4, quốc lộ 5 đã chính thức tăng phí đường bộ với mức thấp nhất là 45.000 đồng một lượt và cao nhất là 200.000 đồng một lượt. Trước khi tăng phí, chủ đầu tư dự án khẳng định đây là lần điều chỉnh mức thu phí theo lộ trình tăng phí sử dụng đường bộ do Bộ Tài chính quy định để duy tu, sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông quốc lộ 5 và phần còn lại để hoàn vốn theo phương án tài chính của dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.